Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.